Ngày nay mỗi người chúng ta đều sử dụng điện thoại. Từ khi bình minh cho tới khi đi ngủ, cái điện thoại luôn gắn liền với con người hiện đại. Tuy nhiên khi xài mà hết pin, khi đang ở nhà, khi đi ngủ cần sạc, mà để bàn thì không tiện. Dễ dàng thôi, chúng ta có ngay loại kệ dán tường để điện thoại. Với kệ sạc điện thoại dán tường, chúng ta có thể an tâm đặt lên mà sạc điện thoại. Đặc biệt hơn lại còn dùng keo dán lên tường. Không dùng đặt điện thoại thì mua thêm cái thứ hai làm kệ dán tường để remote. Chúc bạn vui với kệ để điện thoại dán tường chống rơi nhé. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my